em nóng quá, nóng quá. Trời ơi. Rồi ăn luôn đi. Ăn luôn đi, làm cho phần nền. Trời ơi, đi ra với kiến kìa cả nhà ơi. Xin chào. Xin chào. Hôm nay Bi nó đòi ăn gà chiên cả nhà ơi, đòi ăn chicken. Rồi ba Bi mua 3 loại luôn. 3 loại gà chiên nè cả nhà. Rồi cái con gà này là mình nướng. Mình mua con gà tươi về mình nướng. Mình là con gà nướng như vậy là chân ái. Bi thì nó khoái mấy cái loại chicken này. Để mày ăn thử nha, không biết là nó làm sao. Ăn thử coi. Ăn con gà con này nha cô chú. Ăn thử cái loại này coi nó ngon không nè. Lần đầu tiên. Cái đó là cứ chicken. Cứ hả? Dạ. Tên gì ngộ ta? Nó có gì đặc biệt không mà gọi là khư khư vậy? Không biết. Trời đất. Cái loại này nó mới ra sao cả nhà ơi? Y gương. Nào anh chị ẩn ẩn mà. Sẽ nó nồng của. Khoai lắm. Cái đó là gì bi? Khoai lắm. Khăn dạ. Khoai tây. Khoai tây. Khăn dạ. Cái loại khư gà chiên này là mới ra cả nhà ơi. Ăn cũng được nè. Nhưng mà mẹ thấy nó không có ngon bằng bulin khư đó bi. Ở Hàn Quốc á. Có hẳn là mấy mươi loại gà chiên. 52 loại. 52 loại, sao biết 52 loại? 25 loại là 52 loại đó. Nó nhiều loại lắm. Loại này loại kia tùm lum á. Maxta. Maxta. No. Ngon quá. Ngon. Ăn nhiều vô. Mà lời ăn gà chiên. Yêu xem mà. Anh có mà sao? Anh có mà sao sao? Có mà sao? Cũng có mà sao đây có tốt. Maxta chọn. Đây cái loại này mới ngon nhất nè. Chị coi chị mà sẽ sờ. Đó. Mà có cái gì ăn nướng cột. Wow. Nước xịt xịt luôn nè cả nhà. Cái loại này là mới là ngon nhất nè. Gà nướng lò không dầu. Wow, nóng quá. Nóng quá sao đây? Nhà đa văn hóa cho nên là ăn uống nó cũng đa văn hóa luôn. Ngon quá. Ủa? Không chịu. Trời ơi. Thích cái kia mà. Cốc trà. Ngon quá. Ngon. Lục chung mãn nhất cho một chậm. Cái lò nướng không dầu á. Nướng nó ngon hơn cái ô bùn đó cả nhà. Cái ô bùn nướng không ngon bà này. Mềm 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 mà. Ừ.
Lúc này ở Hàn Quốc gà chiên mắc lắm cả nhà. Mày mua không dám ăn nữa đâu. Barbie mua 3 phần như vậy nè mà 900 ngàn. 900 ngàn tiền Việt Nam mình mắc ghê luôn. Mà đi lấy đó nha. Chứ mà người ta giao nữa là mắc hơn nữa. Giao nữa chắc 1 triệu. Số 100 ngàn. Barbie đi chạy lấy luôn. Chứ nó bị sao? Hàn Quốc 치킨 너무 비싸서 이제 못 먹겠다. 양은 치킨 치킨 맛있어요? 아마 다 맛있는데? 어떻게 집지? 한국 bây giờ cái gì cũng mắc thế này. Mắc lắm mắc. Gạo này kia gì cũng mắc. Ở Hàn Quốc nha. Mà nghèo thì nghèo, mà giàu thì giàu. Chứ đừng có chung chung. Chung chung kiểu như là một năm thu nhập tầm 50-60 ngàn đô, 70 ngàn đô, 100 ngàn đô. Mấy người đó là không có dư nhiều. Kiểu cái đóng thuế nhiều cả nhà. Còn mà làm tầm 20 mấy ngàn, 30 ngàn, cái mức độ mà chưa vượt quá thuế thì người ta xét vô cái hộ để được hỗ trợ. Ở bên Hàn Quốc thuế cao. Cái đó là khư á. Đúng. Con chỉ cho mà. Khư là cười đó đi. Dạ. Là cười khư hả? Dạ. Rồi. Rồi cái loại này là cười hức hay sao? Cái này là hút đây được, cái này là nhăn nhầm. Nhưng mà cái này thì cứ hi. Mẹ. Trời ơi. Cái này là ha ha ha. Cái này là hi hi. Hi hi rồi này. Hi hi. Cười không có khóc à. Hu hu hu. Miếng nhâm nha mẹ. Nó mềm già. Ngộ nhà người ta đi mua gà, người ta lựa con gà mập mua, chứ mình đi mua gà lựa con gà ốm. Chứ không có lựa con gà mập là chê nha. Tại mập thịt không à, nó bở bở á, ăn mới ngon. Phải lựa đúng con gà ốm mới được. Gà thả vườn mà ốm nó mới ngon. Wow, oh, wow. Hả? Không không, đang ăn cái này. Đang ăn cái này mà ăn cái đó là nó kỳ lắm. Nóng quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. No quá. No quá hả? Đi rửa tay đi. Ây da.
bỏ cái tỏi xương nước vô hết. Kéo ghế luôn á. Trời ơi. Cái non lá nhỏ quá rồi. Hai non lá luôn rồi. Apa. Apa. Nè con làm gì nha mẹ? Đi đâu? Đi chơi. Đi về Việt Nam đi. Dạ. Trời ạ. Ê, cho đi. Xin chào tạm biệt cô chú. Bye tiếp theo. Hôm nay Na đi cơ hội chào về đi nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye nè. Người xin. Ôi.